Trang Bloomberg dẫn báo cáo tài chính dài 101 trang do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đệ trình lên Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ cho thấy đế chế kinh doanh của cựu Tổng thống này ghi nhận doanh thu ít nhất 282 triệu đô la Mỹ trong năm 2021 và hầu hết năm 2022. Sau khi rời Nhà Trắng, ông Trump kiếm tiền từ hoạt động diễn thuyết và kinh doanh như bán thẻ giao dịch kỹ thuật số. Bloomberg cho biết ông Trump kiếm được khoảng 1 triệu đô la Mỹ từ việc bán thẻ giao dịch kỹ thuật số có hình ảnh của mình. Tuy nhiên, khó xác định được số liệu cụ thể bởi ông Trump nắm giữ nhiều bất động sản nên các khoản tiền có thể dao động. Ngoài ra, Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ chỉ yêu cầu báo cáo tài chính từ 50 triệu đô la Mỹ trở lên. Khoảng 19 tài sản của ông Trump thuộc phạm vi này, bao gồm các câu lạc bộ golf ở bang Virginia, Mỹ và Turnberry, Scotland. Tại Trump Media and Technology Group Corp, công ty mẹ của mạng xã hội Truth Social do ông Trump thành lập, cựu tổng thống này nắm giữ số tiền từ 25 đến 50 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó, ông Trump không tiết lộ những người trả hơn 5 triệu đô la Mỹ cho các bài diễn thuyết của mình. Hồi năm 2016, ông Trump đã chỉ trích đối thủ đảng Dân Chủ Hillary Clinton vì kiếm tiền từ việc diễn thuyết cho các khách hàng doanh nghiệp như Goldman Sachs Group Inc. Bà Clinton đã công khai khoản thu nhập này. Về các khoản nợ, ông Trump đang gánh tổng cộng ít nhất 225 triệu đô la Mỹ, bao gồm các khoản thế chấp tại ngân hàng Ashok, hơn 50 triệu đô la Mỹ của tòa nhà Trump Tower ở New York, Mỹ và Trump National Railroad ở Florida, Mỹ năm 2022. Ông Trump đã trả ít nhất 165 triệu đô la Mỹ tiền nợ, bao gồm các khoản vay từ Deutsche Bank Đức. Riêng bà Melania Trump, vợ của ông Trump, cũng kiếm được một khoản tiền đáng kể sau khi rời Nhà Trắng cùng chồng. Bà Melania báo cáo thu nhập từ 1 đến 5 triệu đô la Mỹ tiền bản quyền từ sự nghiệp người mẫu của mình và bộ sưu tập NFT kỹ thuật số.